tôi không hiểu một kẻ nghèo kết sát như anh sao dám cược với tôi chứ. Thế nên tôi đã gom đủ tiền rồi mới tới cược đây. Anh có dám đánh cược với tôi không? Không vấn đề, anh có cái để cược là được rồi. Đếm tiền giúp anh ta đi. Ê, đừng có đếm thiếu đó nha. Anh Sa tăng tiền cược lên 9.700 tệ. Anh chỉ có 10.900 tệ, còn chưa đủ cho tôi xỉa răng nữa. Thế này đi, lấy người nhà họ Sa ra đánh cược. Nếu anh thắng, tiền là của anh. Nhưng nếu anh thua, người nhà họ Sa sẽ phải theo tôi cả đời. Còn về truyền nhân thần cờ bạc, sẽ biến mất từ đó. Tại giải đấu con bạc tôn quý, truyền nhân vua cờ bạc A Nam đối đầu gay gắt với con trai của vua cờ bạc Sa Tam Thiếu. Bên thua không chỉ mất toàn bộ tài sản mà còn bị chặt một bên cánh tay. Ván đầu tiên mỗi người 6 viên xúc sắc, phân thắng bại dựa trên số điểm tối đa. Cả hai đều đã cố gắng hết sức mình. Sa Tam Thiếu tạm dẫn đầu vì lắc được 6 con lục, rõ ràng đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng nào ngờ A Nam vừa mở cốc xúc sắc lên, đập vào mắt anh lại là 6 con lục. Gian lận. Tôi gian lận cái gì cơ? Anh có nhiều hơn một cái cốc. Đúng vậy, chưa nói về việc chơi với một vài cái cốc. Tất nhiên ai có nhiều hơn thì người đó thắng, có lý. Gặp phải một trọng tài như vậy, chỉ có thể tự nhận mình người xui xẻo. Để ngăn bên kia moi ra sơ hở một lần nữa, Sa Tam Thiếu vội vàng giải thích trước các quy tắc. Ở ván thứ hai sẽ dựa vào số điểm ít nhất để phân thắng bại. Sau đó cả hai lại bắt đầu lắc điên cuồng. A Nam với thực lực ổn định lắc ra một hàng toàn một. Nhưng Sa Tam Thiếu dựa vào kỹ năng đánh bạc tuyệt đỉnh của mình, để viên xúc sắc trên cùng xoay không ngừng. Cuối cùng thì viên xúc sắc cũng đứng lại, do đó được coi là không có điểm, thành công lật ngược thế cờ. Ở ván thứ ba, họ sử dụng một viên xúc sắc để so sánh kích thước. Sa Tam Thiếu phát huy ổn định và giành được tối đa 6 điểm. Nhưng còn chưa kịp vui thì đã phải chết lặng. Chà, to thật đấy. Dù ở góc độ nào, đều chứng minh được viên xúc sắc của anh Nhiệm lớn hơn của anh Sa. Vì vậy, trận đấu hôm nay anh Nhiệm là người chiến thắng. Bám vào hết lỗ hổng này đến lỗ hổng khác, A Nam thuận lợi chiến thắng trò chơi này. Sau đó, anh ta liền ra lệnh cho thuộc hạ chặt đứt một bên tay của Sa Tam Thiếu. Còn Sa Tam Thiếu thì kiêu ngạo và quyết tâm đòi tự chặt tay mình. Sau đó, anh ta sai thuộc hạ của mình mang con dao lên. Nhấc con dao lên trực tiếp chém thẳng xuống. Được lắm. Không hổ danh là con trai của thần cờ bạc. Tất nhiên rồi, bàn tay này đâu phải của tôi, là tay của cậu ta mà. Theo quy tắc thua thì mất một bên cánh tay, chứ có nói là mất tay của tôi đâu, đúng không? Nhậm Thiên Cửu thấy vậy cũng chỉ đành bỏ cuộc và bỏ đi trong tức giận. Và Sa Tam Thiếu thất bại cũng hoàn toàn mất đi tinh thần chiến đấu, cùng các chị em hưởng thụ tài sản do bố để lại, chuẩn bị trải qua những ngày tháng không phải lo cơm ăn áo mặc. Chuyện này cũng khiến A như vợ của Thành Long không khỏi sốt ruột. Sau đó, nhờ có bảo mẫu đi nghe ngóng khắp nơi, mới biết tin tức thần cờ bạc của Trung Quốc là Hứa Văn Long đang có chuyến lưu diễn du lịch tại Hồng Kông. Nếu có thể học tập kỹ năng cháo bài từ anh ấy, khi đó chúng ta nhất định sẽ thắng được A Nam. Lúc này, Hứa Văn Long đang ghi hình trực tiếp màn biểu diễn phép thuật sáo bài. Để thuận lợi gặp được anh ấy, A Như đã phải chi rất nhiều tiền để đổi lấy một cuộc gặp riêng. Cô lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý định của mình và hy vọng anh ấy có thể dạy cho chồng mình kỹ năng xáo trộn. Nhưng chưa từng nghĩ rằng bên kia vừa mở miệng đã ra giá học phí trên trời 2.000 vạn. A Du không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành dùng mỹ nhân kế. Nhưng không ngờ đối phương còn vô liêm sỉ hơn cô, trực tiếp ôm chặt hơn nữa. Sau một trả giá, mặc cả cuối cùng cũng điêu về mức 17,5 triệu. Ngày hôm sau, anh ấy đến gặp Sa Tam Thiếu và ngỏ ý sẽ không chỉ dạy lại cho anh kỹ năng sáo bài, mà còn hứa sẽ bán cho anh ta một bộ sách đầy đủ các kỹ năng sáo bài. Nào ngờ anh chàng này là một gian thương, chỉ mượn danh nghĩa dạy học để buôn bán. Và Sa Tam Thiếu đã nhìn ra thủ thuật của anh ta trong nháy mắt. Nhưng anh chàng không hề có ý định dừng lại, vẫn tự tin giới thiệu các sản phẩm phụ trợ có liên kết với việc giảng dạy của bản thân. Sa Tam Thiếu thấy anh chàng này khéo ăn khéo nói như thế, liền muốn dạy cho anh ta một vài bài học. Anh trai ơi, em đã nói hết những gì cần nói rồi, những gì cần làm cũng đã làm hết rồi, bây giờ đến sách quý tôi cũng cho anh luôn rồi, anh còn muốn tôi làm gì nữa? Ok ok ok, cùng lắm thì tôi phát video cho anh xem là được chứ gì. A Chu Tinh Tinh. Nào ngờ bên trong lại chính là phim của con bạc lão Tinh. Sa Tam Thiếu bị chơi khăm nhiều lần đã nổi điên ngay tại trận, nhưng chưa từng nghĩ tới một lần thất bại của mình lại chẳng là gì so với anh chàng này, mà bản thân lại trúng chiêu. Điều này khiến Sa Tam Thiếu rất hoang mang. Sau đó Hứa Văn Long trở về phòng của mình, ôm theo tâm lý đen tối dưới ánh đèn, tiện tay quăng hết sách quý chính thống vào vali. Sa Tam Thiếu biết rõ anh chàng này sẽ không dễ dàng giao ra bí kíp, vì vậy Đại Mỹ và Tiểu Mỹ sử dụng mỹ nhân kế để tiếp cận Hứa Văn Long, nắm lấy cơ hội để có được bí kíp thực sự. Cuối cùng cả hai lấy tính mạng mình ra uy hiếp. Hứa Văn Long sợ đến mức bỏ chạy, cũng thuận lợi tìm thấy một chiếc hộp lớn chứa đầy sách quý trong nhà. A Như cảm thấy đau lòng cho họ, không
không để Sa Tam Thiếu tiếp tục giày vò họ, nên đã chọn ngẫu nhiên một quyển sách mang về. Sa Tam Thiếu cầm trên tay sách quý, chỉ liếc qua đã khẳng định ngay là hàng giả. Tuy nhiên, vào ban đêm, A Như lại bắt đầu ngồi nghiền ngẫm cuốn sách một mình. A Nam đã biết chuyện này, muốn đảm bảo không xảy ra sai sót, đã bí mật phái sát thủ đến ám sát Hứa Văn Long. Nhưng dù cho đối phương liên tục xuất chiêu, cuối cùng người đen đủi vẫn là Sa Tam Thiếu. Ngay khi sát thủ chuẩn bị giết hai người họ, sát thủ giang hồ đã kịp thời giải cứu hai người. Vì sự an toàn của Hứa Văn Long, bảo mẫu đã tìm đến một thám tử có ngoại hình tương tự Ronaldinho, hy vọng anh ta có thể giả làm Hứa Văn Long để mê hoặc sát thủ. Nhưng một kẻ luôn thích đi đường tắt như Sa Tam Thiếu quyết tâm muốn có được kỹ thuật sáo bài của Hứa Văn Long, tận dụng đêm khuya thanh vắng chờ đợi cơ hội để lấy được kỹ năng sáo bài của Hứa Văn Long. Nhưng nào ngờ đúng lúc này, Ronaldinho nghe thấy chuyển động đã nhầm tưởng cả hai đang đánh nhau, liền vội vàng bước tới can ngăn. Trong tích tắc, ba người họ đã bị một lực lượng thần bí nào đó khống chế, khí thế lớn mạnh đến nỗi khiến ánh đèn cũng chập chờn theo. Giây tiếp theo, cả ba ngã xuống đất vì kiệt sức, và Hứa Văn Long cũng biến mất ngay tại chỗ. Bây giờ cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng đã biến mất. Sa Tam Thiếu nhát gan tự nhiên nghĩ rằng bản thân mình nhất định sẽ thua, sau đó lại nảy ra ý tưởng rút lui, thế là bỏ nhà đi vào đêm hôm đó cùng với toàn bộ tiền mặt trong nhà, để vợ A Như và bảo mẫu ở lại vất vả chống đỡ. Nhưng để giữ được chút phẩm giá cuối cùng của gia tộc thần cờ bạc, A Như cố chấp tiếp tục giúp anh ta gây quỹ cờ bạc và tin rằng anh ấy nhất định sẽ trở lại để chiến đấu với A Nam. Vì vậy họ dự định vay tiền từ Đại Mỹ và Tiểu Mỹ. Nhưng hai chị em này luôn coi tiền như mạng sống của mình, ngay cả khi A Như đã dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành họ, họ vẫn không hề lung lay. Thấy vậy cả hai đành phải động tay động chân. Lần này tôi phải tâm sự tuổi hồng với cô. Cô ngủ cùng tôi làm cô, tôi bắt cô. Cô thật là quá đáng khi đã đánh anh ta. Nghiêm túc đi, cô thái độ gì thế hả? Này thì thái độ. Đủ rồi, đừng đánh nữa. Sau một màn tra tấn thô bạo, hai chị em chỉ đành thỏa hiệp, sẵn sàng lấy tiền tiết kiệm của bản thân ra giúp đỡ. Chớp mắt đã đến ngày diễn ra trận đấu. Người đầu tiên xuất hiện vẫn là A Nam, nhưng đến lượt Sa Tam Thiếu, đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì. Và theo quy tắc của trận đấu, một trong hai bên vắng mặt sẽ được coi chủ động bỏ cuộc. Trong cơn tuyệt vọng, Bảo Mẫu và A Như chỉ đành đẩy Ronaldinho có ngoại hình giống với thần cờ bạc Hứa Văn Long lên sàn. Nhưng A Nam tỏ ra khinh thường anh ta và nói rằng sẽ chỉ cá cược với những người trong nhà họ Sa. Vì vậy, Ronaldinho đã nghĩ ra một kế hoạch, phát ngôn bậy bạ rằng anh ta mới chính là hậu duệ thực sự của nhà họ Sa và có được chân truyền của thần cờ bạc. Nhờ có mánh khóe của Ronaldinho mới miễn cưỡng gạt được đối phương. Nhưng Ronaldinho thực sự không biết gì về đê bo, chứ đến việc thắng một tay cờ bạc điêu luyện như A Nam. Rất nhanh đã bị mất lợi thế trên bàn cược, nhận thấy sắp thua đến nơi. Đúng lúc này, Ronaldinho tình cờ phát hiện ra con vẹt sau lưng A Nam. Vì vậy, anh ấy đã phát huy sở trường của mình là nhái giọng của chim. Con vẹt cũng phản ứng nhanh chóng, mà lúc này A Nam đã lấy ra một bộ sảnh, có vẻ đỡ hơn một chút. Nếu lần sau vẫn là sảnh nữa, vậy thì anh đã nắm chắc phần thắng trong tay. May mà Ronaldinho thông qua con vẹt đã biết được lá cuối của A Nam. Sau khi biết A Nam đang trộm gà, liền tràn đầy tự tin cá cược toàn bộ tiền, nhờ vào một đôi bảy đã thắng cược thành công. A Nam trộm gà không thành tất nhiên không phục, quyết định phái sát thủ đến ám sát một lần nữa. Lúc này, Bảo Mẫu đã có chuẩn bị từ sớm, lén lút phục kích trong phòng của Ronaldinho, chờ đến khi sát thủ xuất hiện, ngay lập tức biến thành Ichijimae. Cả hai đánh nhau từ trong phòng ra ngoài trời, nhất thời khó đoán được thắng thua. Sau đó sát thủ đã chuẩn bị để hy sinh ván bài cuối cùng, lao về phía Bảo Mẫu, mà Bảo Mẫu đang bận rộn đào bới để tìm vũ khí của mình. Không ngờ lại vớ được một sợi dây cắp điện, dưới tia điện và đá lửa, sát thủ cứ như vậy đi lãnh cơm hộp. Ở phía bên kia, Ronaldinho mỗi ngày đều trốn gần nhà của A Nam, bởi vì anh ấy tin rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đang đi trên đường thì bắt gặp một người ăn xin, nhìn kỹ mới thấy hóa ra là Tam Thiếu gia đã bỏ nhà ra đi. Bảo Mẫu và vợ anh là A Như tìm đủ cách để thuyết phục, Sa Tam Thiếu lúc này mới miễn cưỡng đồng ý tiếp tục tham gia vào trận đấu cuối cùng. Trận đấu ngày hôm sau được tổ chức theo lịch trình, nhưng Sa Tam Thiếu nhát gan lại lấy nhà vệ sinh làm cái cớ, tiếp tục chọn cách chạy trốn. Thấy trận đấu sắp bắt đầu, cả đám chỉ đành làm như trận trước để Ronaldinho vào thay thế. Khi nhìn thấy con vẹt cưng bên cạnh A Nam, anh bất giác nở một nụ cười, rõ ràng đã nắm chắc phần thắng về vụ cá cược ngày hôm nay. Sau đó trận đấu chính thức bắt đầu, anh ta lại giao tiếp với con vẹt bằng ngôn ngữ loài chim. Con vẹt đằng sau cũng lợi dụng lúc A Nam xem bài, nhớ lại hình dáng lá bài và nhanh chóng thông báo cho Ronaldinho. Sau đó A Nam tự tin đặt cược 10 triệu, và Ronaldinho đang cầm lá bài thấp hơn sau một hồi cân nhắc, đã quyết định từ bỏ. Chẳng lẽ anh lại nhìn thấy bài của tôi rồi ư? Ha ha ha, đừng đùa thế chứ. Mấy chiêu trò thấp kém như thế mà anh cũng nghĩ ra được à? Nhưng tiền cược ấy, phải cẩn thận vào. Các cậu quay đi chỗ khác cho tôi. Mà không biết rằng con vẹt mà mình đã nuôi từ nhỏ mới là nội gián thực sự. Ở vòng tiếp theo, A Nam đã có phòng bị không thèm nhìn vào lá bài, mà trực tiếp tăng lên 10 triệu. Lúc này, Ronaldinho cũng nhận được đôi quy,
dựa vào lá bài lớn hơn, thế là liền lựa chọn tiếp tục đi theo. Nào ngờ A Nam cũng không chịu thua, không chút do dự, cho đến cuối cùng A Nam đã đẩy hết tiền cược. Lúc này Ronaldinho cũng bị sốc trước luồng điện cực mạnh của A Nam. Để đảm bảo không xảy ra sơ suất, anh ta bắt đầu cật lực xui khiến A Nam kiểm tra bài của mình. Từ đó anh ta có thể thông qua con vẹt phán đoán xem có nên tiếp tục đi theo không. Và A Nam dưới sự nhắc nhở hết sức có tâm của Ronaldinho, mở bài ra check, con vẹt lúc này cũng bắt đầu ra hiệu. Sau khi biết bài của A Nam không phải xả thẳng, Ronaldinho cũng đầy tự tin và trực tiếp đặt cược toàn bộ. Nhưng đến khi lật bài anh ta hoàn toàn chết lặng. Chẳng lẽ thứ năm lại lớn hơn xả thẳng ư? Aha, xả thẳng thắng. Chậc, cậu tưởng tôi không biết con vẹt nào đã thông đồng với cậu chắc? Đừng quên rằng súc sinh thì mãi mãi vẫn là súc sinh thôi. Nó không phân biệt được đâu là át chủ bài, đâu là bài thường. Tôi vừa cho nó xem là lá này, cậu đã đặt cược thua toàn bộ rồi. Hóa ra A Nam sớm đã đoán được Ronaldinho đồng lõa với con vẹt. Thế là tương kế tự kế lừa được anh ta thành công. Ronaldinho bị vạch trần trước mặt mọi người không khỏi xấu hổ, trốn thẳng vào nhà vệ sinh không chịu ra ngoài. Nhưng vì trên bàn của Ronaldinho vẫn còn một xu cược, đương nhiên vẫn chưa thể công bố kết quả. Nhưng dù A Như có khuyên giải thế nào đi nữa, Ronaldinho cũng không muốn trở thành trò cười của người khác. Vào thời khắc cuối cùng khi tuyên bố của trọng tài vang lên, Sa Tam thiếu luôn nhát gan đã xuất hiện vô cùng mạnh mẽ. Nhưng bây giờ đã thua gần hết tiền cược, căn bản không có vốn để tiếp tục đi theo. Vậy thì lấy người nhà họ Sa ra đặt cược. Nếu anh thắng tiền sẽ là của anh, nhưng nếu anh thua, người nhà họ Sa các người sẽ phải theo tôi cả đời, và truyền nhân của thần cờ bạc cũng sẽ biến mất từ đó. Đứng trước tuyên bố này, Sa Tam thiếu đột nhiên để lộ ra vẻ mặt khó coi. Nhưng thấy sự ủng hộ rất lớn của gia đình mình, cuối cùng anh ấy cũng dứt khoát đồng ý. 3.000 vạn. Á đù, bảo mẫu ơ. Mặc dù khiến cả gia đình sốc toàn tập, nhưng cách biệt vẫn còn rất xa. Hết cách, A Như chỉ đành lấy ra báu vật gia truyền của mình, để Sa Tam thiếu hết mình một phen. Ở trận chiến cuối cùng anh ta đã thực hiện trò ảo thuật 6 bài. Anh. Ôi trời, mình cũng đâu phải hồ thập tam cước. Thần bài hiển linh. Không phải anh, lần này hiển linh rồi chứ. Có vẻ như công lực của anh không đủ mạnh rồi. Đừng vò nát lá bài thế chứ. Vò nát, chơi mặt trượt thì anh đã chết 9 lần rồi. Thẻ tia chớp. Nhưng anh ấy học hành chưa đến nơi đến chốn nên thử rất nhiều lần mà vẫn không thành công. Cũng đúng lúc này anh ấy vô tình nhìn thấy 4 chữ cung hỉ phát tài trên báu vật gia truyền. Đột nhiên thức tỉnh, đọc thầm công thức xáo trộn để kích hoạt công lực. Chỉ với một lần xả thẳng đã thành công thắng cược. Và anh ấy không chỉ đánh bại con quỷ, mà còn giành lại phẩm giá của gia đình và dòng họ của thần cờ bạc. Đến nay anh đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời mình.